nói rằng, cô Ba Sài Gòn đang có một chiến dịch truyền thông bằng hình ảnh khá tốt khi mà những người đẹp tài sắc đủ thế hệ như Diễm My, Hồng Vân, Ngô Thanh Vân, Hoa Anh Kiều, Đinh Dương Lan Ngọc, Diễm Mỹ chiến ít làm mê đắm ánh nhìn sau những tà áo dài xưa gợi nhiều ký ức. Và sau nhiều tháng đợi chờ, cuối cùng thì cô Ba Sài Gòn cũng ra mắt khán giả vào ngày mùng 10 tháng 11 này, và chỉ sau đó nửa tháng, bộ phim lại có mặt ở LSPVN lần thứ 20 tại Đà Nẵng, tranh giải bông sen vàng cùng 15 ứng cử viên khác. Mang danh đã nữ, nhưng chính Ngô Thanh Vân lại là người đứng đằng sau, mang cái dịu dàng đó đến với khán giả, và cô cũng dành cho TGDA vài chia sẻ trước khi bộ phim có mặt ngoài rạp. Tháng 11 này, cô Ba Sài Gòn cuối cùng cũng ra mắt khán giả sau một khoảng thời gian rời lịch chiếu, lẽ ra từ tháng 8. Việc dời lịch chỉ đơn thuần vì lý do nội dung muốn trau chuốt hơn, hay là bởi do chuyện phát hành, khi mà chị đã từng đối đầu với nhà phát hành CGV khi Tấm Cám, chuyện chưa kể ra rạp vào năm ngoái. Những chuyện xảy ra với Tấm Cám, chuyện chưa kể là một bài học cho Vân. Thời gian sau đó, mối quan hệ của Vân và nhà phát hành CGV cũng đã cải thiện rất nhiều. Vân tin những gì mình đang làm cho cô Ba Sài Gòn là điều tốt nhất, và khi phim ra rạp, khán giả cũng sẽ có cái nhìn toàn diện hơn với những gì mà Vân gửi gắm. Hiện nay, việc phát hành của cô Ba Sài Gòn đã suôn sẻ và thuận lợi cho chị chứ? Chị có nghĩ rằng đề tài phim này sẽ kén khán giả, chủ yếu là dành cho giới nữ không? Mỗi tác phẩm làm ra, người đứng ở vai trò như Vân đều muốn nó đến được với càng nhiều khán giả càng tốt. Ngay từ khi công bố dự án Cô Ba Sài Gòn đã có rất nhiều luồng ý kiến về việc đối tượng xem phim. Vân làm phim cho mọi người. Có thể bạn là nam đưa bạn gái mình đến rạp, có thể bạn là người chồng đưa vợ mình đến xem, hoặc bạn là người con trai trong gia đình muốn đưa mẹ mình, chị mình đi thư giãn. Những điều đó rất đáng quý trọng, và Cô Ba Sài Gòn là một tác phẩm như thế. Bất cứ ai trót yêu tà áo dài đều có thể đến rạp. Cô Ba Sài Gòn là dự án phim gây sức hút năm nay. Áo dài có sức hút với chị như thế nào mà khiến chị làm cả một phim về nó vậy? Liệu có phải do vấn đề tranh cãi xoay quanh chiếc áo dài cách tân được chị em diện vào dịp Tết năm ngoái, tạo lên một cuộc tranh cãi khá quyết liệt trong cộng đồng cũng như giới thời trang? Và để bắt đầu dự án này, khó khăn nhất với chị là gì? Như Vân đã chia sẻ, chiếc áo dài với Vân được xem như là một kỷ vật rất thiêng liêng. Vân không được mặc áo dài nhiều như các bạn nữ sinh cấp 3 ở Việt Nam bởi thời gian đó. Vân sống ở nước ngoài. Chính khao khát đó vô tình nung nấu trong Vân một mong mỏi muốn được bạn bè quốc tế biết đến nhiều hơn về tà áo đặc trưng của quê hương mình. Những điều mà cô Ba Sài Gòn muốn là nhen lại tình yêu với chiếc áo dài truyền thống và giúp cho mọi người có hình dung rõ hơn về quá trình làm ra một chiếc áo dài nó kỳ công như thế nào. Để làm được điều này, Vân và cả ekip phải đi tìm hiểu và đến gặp đúng truyền nhân của áo dài xưa và dành nhiều thời gian để học từng công đoạn nhỏ nhất. Tất cả là kỷ niệm rất đẹp với Vân và cả đoàn phim, để mỗi người thêm yêu chiếc áo dài Việt mình. Từng chia sẻ, việc cầm kim may áo là khó nhất mà chị cũng đã học được để vào vai cho Ngọt. Vậy chị đã thử may cho mình chiếc áo dài Made in Ngô Thanh Vân nào chưa? Điều này thì Vân chưa dám thử, bởi những buổi học thôi đã khiến Vân và Lan Ngọc phải chật vật lắm trong việc làm sao để làm đúng từng chi tiết. Vân cầm côn, cầm súng thì chắc tay chứ cầm kéo cầm kim thì vụng về lắm, cười. Đây là một dự án phim quan trọng của công ty chị trong năm 2017 này. Nhưng khá nhiều người thắc mắc, sao chị lại chọn hai cái tên khá mới là Trần Bửu Lộc và Cây Nguyễn để cầm trịch bộ phim này? Sao không là chị, hay một cái tên đảm bảo phòng vé, thứ khá quan trọng trong cả chuyên môn lẫn chiến dịch PR phim? Việc lựa chọn hai đạo diễn Trần Bửu Lộc và Cây Nguyễn, Vân đã cân nhắc rất nhiều. Có thể với các bạn đây là những cái tên mới, nhưng Vân đã có thời gian làm việc cùng Lộc và Cây ở những phim trước. Vân hiểu nên mạnh dạn trao tay cho hai bạn và cùng hỗ trợ trong mọi việc khi các bạn cần. Trong phim, chị cũng chọn vào vai Thanh Mai. Chị hẳn đã xí phần vai diễn này từ trước.
Ban đầu Vân chỉ muốn đứng vai trò sản xuất cho phim và dành hết thời gian cho nó. Nhưng đến khi tìm người diễn vai Thanh Mai thì cả ekip không chọn được người và các bạn thuyết phục Vân nhận vai. Đây là quyết định vào phút cuối chứ Vân không hề dự định trước. Cô ba Sài Gòn, ngay cái tên đã gợi chất Sài Thành xưa. Vì sao chị chọn cái tên này? Nó có liên quan gì tới hình ảnh cô ba Trà, đệ nhất mỹ nhân Sài Gòn xưa hay cô ba Thiệu, hoa hậu đầu tiên của Sài Gòn? Khi nhắc đến Sài Gòn những năm 70, nếu khán giả là người có tình cảm đặc biệt với Sài Gòn chắc hẳn quen thuộc với những danh xưng này. Vân đã tham khảo nhiều người để đi đến quyết định dùng danh xưng cô ba và gắn địa danh Sài Gòn để dù cho những người bạn chưa kịp tìm hiểu về Sài Gòn cũng định hình được bối cảnh và những gì mà Vân gửi gắm chứ không chủ đích liên quan đến một cái tên nào nhất định. Cô ba Sài Gòn cũng vừa có buổi chiếu giới thiệu tại LSPQT Busan ở hạng mục giới thiệu A Window to Asian Cinema ngày 14 tháng 10. Phản ứng của khán giả quốc tế ra sao? Chị có thể chia sẻ hình ảnh chiếc áo dài hôm đó xuất hiện tại LSP Busan thế nào không? Hôm giao lưu tại Ba An, ekip chọn áo dài chấm bi và áo dài hoa nhỏ đúng những họa tiết thời điểm những năm 60, 70 nhưng với thiết kế hiện đại và màu sắc tươi tắn hơn. Điều hạnh phúc to lớn cho cả đoàn là khán giả tại đây đón nhận rất nồng nhiệt và dành nhiều lời khen cho phim. Hàng nghìn chiếc vé được bán ra là minh chứng cho sự chờ đón từ trước. Đó là lời khẳng định giúp cô ba Sài Gòn tự tin hơn khi công chiếu cho chính khán giả nước nhà. Cô ba Sài Gòn có câu chuyện chính xoay quanh như ý. Cô con gái của một gia đình có truyền thống may áo dài tiếng tăm ở Sài Gòn của như năm 69. Trong một dịp tình cờ, sau khi cãi vã với mẹ của mình về nghề nghiệp truyền thống của gia đình, cô du hành xuyên không đến thế giới tương lai vài chục năm sau, nơi mà Như Ý gặp chính cô, Như Ý của thế giới tương lai. Ở đây mọi rắc rối và các tình huống trớ trêu xảy ra cho Như Ý và cô đã gặp nhiều người ở thế giới tương lai năm 2017 đồng hành cùng cô trong việc cứu lại bản sắc truyền thống áo dài của gia đình cô và Như Ý đã học yêu chiếc áo dài từ đó. Như chị từng chia sẻ, cô ba Sài Gòn là một viên gạch đầu tiên trong dự án dài hơi, nói không với G-Make. Người Việt làm phim Việt và xem phim Việt của chị. Chị có thể chia sẻ rõ hơn về ý tưởng này. Các dự án sắp tới sẽ là: cách dễ nhất để chuyển tải văn hóa cho nhiều người là thông qua phim ảnh và âm nhạc. Với thế mạnh của mình, Vân cùng ekip quyết định đi tìm kiếm và phục dựng những giá trị mà chính người Việt mình cũng sắp quên mất đi. Những dự án sắp tới cũng sẽ đi theo định hướng này. Vân sẽ không tiết lộ gì thêm vì trước hết Vân muốn khán giả nhớ đến chiếc áo dài và yêu chiếc áo dài hơn với cô ba Sài Gòn trước đã. Có thể nói, sau hình ảnh đã nữ, chị đang hướng tới một hình ảnh khá thuần Việt, đậm chất dân tộc qua những bộ phim mình đóng, những tác phẩm mình sản xuất, nhưng với quốc tế lại vẫn là một Virginie cơ ngò đã nữ với những ngọa hổ tàn long 2 Roy Stiles thay lát dài đi. Vì sao có hai sự đối lập này? Những sự đối lập luôn mang đến điều thú vị mà đúng không? Vân muốn mỗi ngày trong cuộc đời của mình là một ngày mới mẻ. Những vai diễn Vân chọn đều hướng đến điều đó cả. Và Vân nghĩ chính điều đó làm cho khán giả không đóng đinh mình trong một vai nào cả, luôn trong tinh thần chờ đón những sản phẩm mình làm nên. Làm việc với đoàn phim Hollywood với tư cách diễn viên, nó có đem lại cho chị nhiều kinh nghiệm khi đứng ở cương vị sản xuất hay đạo diễn không? Tất nhiên rồi, ở Hollywood, mọi thứ rất nghiêm ngặt. Mỗi bộ phận đều hoạt động hết công suất để hạn chế tất cả những khó khăn cho về sau. Thời gian ở Hollywood nhất Vân phải khắt khe với chính mình hơn và phải nghiêm túc với mọi sản phẩm của mình. Là nữ diễn viên duy nhất của Việt Nam hiện nay góp mặt trong nhiều phim quốc tế, hơn nữa lại là bom tấn của Hollywood, chị nghĩ gì về điều này? Nếu nói là duy nhất thì cũng không hẳn, vì cũng có những diễn viên khác tại Việt Nam đã tham gia các phim của Hollywood rồi. Nhưng Vân may mắn vì được nhiều đất diễn hơn một xíu. Điều này vừa là cơ hội vừa là thách thức cho mình vì áp lực rất lớn. Vân chỉ biết làm hết sức mình mà thôi.
Người ta bảo rằng, cánh cửa để chị đặt chân vào Hollywood chính là nhờ cầu nối là đạo diễn Jordan Wood, Jabez. Điều đó có đúng không? Vân và Jabez quen nhau khi Vân quay tấm cám Chuyện Chưa Kể ở Ninh Bình. Khi đó Jabez đi tìm trạm cho công Khan Island. Vân đặt những bước chân đầu tiên của mình vào Hollywood hoàn toàn là do công ty đại diện của mình tại Mỹ gửi hồ sơ để Vân tham gia casting vào các vai diễn.